bệnh gì và biểu hiện bệnh như thế nào? Phổ biến để thực hiện là cái thiệt có tay xuống tay chân. Anh bị bệnh bao lâu rồi ạ? Anh đã đi điều trị ở đâu chưa? Chưa đi điều trị ở đâu mà muốn lên đây là để hàng. Anh thấy sau lần đầu về cái chỉ về thì anh thấy thay đổi như thế nào? Lần đầu về cái chỉ thì thấy nó lại nó đau, chưa mà làm cô làm gì chơi cái thứ gì đau. Anh chân. Anh thì đỡ được khoảng bao nhiêu phần trăm rồi ạ? Đó là khoảng 40-50%. Thưa quý vị và các bạn, do lượng bệnh nhân đổ về phòng khám chữa bệnh bằng phương pháp cái chỉ rất đông, nên quý vị hãy gọi tới số 0981-377-470 để đặt lịch và nhận tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Hiện nay, lợi dụng sự uy tín và nổi tiếng của phòng khám Hải Thượng Lãn Ông, nên có nhiều người đã giả danh phòng khám để bán thuốc kém chất lượng. Vậy, phòng khám Hải Thượng Lãn Ông xin thông báo, hiện giờ phòng khám có 2 cơ sở. Cơ sở 1 tại Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 tại 16/22A, đường số 6, khu phố X Thạnh, phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0981 377 470, website cấychỉ.vn.